mọi người đến bên đây cơ duyên rất khó được cũng rất là thù thắng chúng ta đối với cái đoạn kinh văn này luôn phải tỉ mỉ vì mọi người là một giới thiệu trong kinh đại thừa thường hay nói lục độ vạn hạnh Rốt cuộc là ý nghĩa gì? Chúng ta không thể không tường tận Không thể không rõ ràng Nếu như đối với Những kinh huấn này Không thể nào tỉ mỉ thể hội Thì chúng ta không có được thọ dụng Lục độ tứ nhiếp pháp là Thế Tôn dạy bảo Bồ Tát. Bồ Tát là học trò. Dạy Bồ Tát. Tổng cương lĩnh tu hành. Tổng nguyên tắc. Bồ Tát cái danh từ này là từ âm tiếng phạn ấn độ phiên dịch ra ý nghĩa của nó là có thể dịch có thể dịch tại vì sao không dịch vào thời xưa đời xưa dịch kinh biểu thị tôn trọng đối với danh từ này cho nên thuộc về tôn trọng không dịch Ý nghĩa của đó Đại sư Huyền Trang Nói được rất hay Chúng sanh hữu tình giác ngộ Hiện tại nếu như bạn giác ngộ rồi Bạn chính là Bồ Tát Đương nhiên Trình độ giác ngộ khác biệt Có cạn sâu lớn nhỏ Thế là Bồ Tát liền có rất nhiều đẳng cấp Giống như trong kinh thường nói Tam hiền thập thánh Đây là nói đẳng cấp của Bồ Tát Địa vị càng cao Họ giác ngộ được càng rộng Càng sâu Địa vị càng thấp Giác ngộ được tương đối cạn Tương đối nhỏ hiện tiền đồng tu chúng ta cũng đều là bồ tát rốt cuộc bạn là bồ tát ở đẳng cấp nào người khác không biết thậm chí bạn chính mình cũng không biết không biết không cần lo giác ngộ thì tốt chỉ sợ là không giác ngộ giác ngộ thì tốt kỳ thật ở trên kinh giáo đại thừa phật nói cho chúng ta nghe rất nhiều phật pháp là bình đẳng đây là lời chân thật trong bình đẳng tại vì sao nói nhiều khác biệt như vậy khác biệt Không phải từ nơi Phật phân Khác biệt là phàm phu có khác biệt Phật tùy thuận phàm phu Mới nói nhiều thứ khác biệt Nếu như nói lời thành thật Trong lời thành thật là chắc chắn không có khác biệt Thị giác Bất dị đẳng giác đây chính là chúng ta vừa giác ngộ cùng với giác ngộ viên mãn trên quả địa như lai thực tế mà nói là không có khác biệt khác biệt ở chỗ nào vậy thời gian chúng ta giác ngộ quá ngắn công phu quá cạn cảnh giới vừa hiện tiền lập tức lại mê rồi không thể vĩnh viễn gìn giữ giác ngộ khác biệt ở ngay chỗ này phật cùng các đại bồ tát giác ngộ của họ có thể vĩnh viễn gìn giữ mà không thói chuyện đây gọi là công phu cái công phu này Thực tế mà nói không quá hiếm lạ Bởi vì chúng ta mỗi một chúng sanh vốn dĩ không hề khác biệt với Phật Cho nên nói không hiếm lạ Vấn đề chính là ở ngay chúng ta Tại vì sao không thể giống Phật Bồ Tát Vĩnh viễn gìn giữ Giác mà không mê Tại vì sao không thể gìn giữ Chánh mà không tạ Tịnh mà không nhiễm Thèn chốt ở ngay chỗ này Chúng ta muốn hỏi Rốt cuộc tại vì sao chúng ta không thể gìn giữ được Nguyên nhân đại khái Chúng ta chỉ có thể nói Không thể làm cho nên không thể gìn giữ được phật bồ tát vì sao có thể gìn giữ được các ngài nói làm tương ưng các ngài nói được làm được làm rồi mới nói cho nên các ngài có thể gìn giữ hiện tại muốn hỏi chúng ta đến lúc nào có thể đến được cảnh giới như vậy đây là rất nhiều người chân thật muốn ở ngay đời này thành tựu một việc quan tâm nhất bạn quả nhiên thật muốn ở ngay đời này thành tựu không có cách nào khác y giáo phùng hành phật ở trên kinh này vậy chúng ta làm như thế nào chúng ta thật làm bạn xem thế vừa mở đầu hằng dĩ bạn phải có hằng tâm phải có quyết tâm phải có nghị lực vĩnh viễn như vậy mà làm không phải làm một lần hai lần toàn tâm toàn lực mà làm không nên sợ chướng ngại không nên sợ khó khăn chắc chắn không có nghi hoặc ta có bao nhiêu sức lực thì ta làm bao nhiêu sức lực dùng tài lực của chính chúng ta dùng lao lực của chúng ta. Dùng tài lực gọi là ngoại tài bố thí. Dùng thể lực của chúng ta là nội tài bố thí. Đạo tràng có rất nhiều đồng tu tự động đến nơi đây để làm công quả. Đây là thuộc về nội tài bố thí. Thèn chốt ở hàng dĩ Hiện tại cái xã hội này Là vô cùng Bất an Hôm nay Trước khi chúng ta giảng kinh đạo trưởng của bái họa giáo đến thăm tôi ông là qua hai ngày nữa phải đi đến hoa kỳ đại khái phải qua hai ba tuần lễ mới trở lại đặc biệt đến thăm tôi hỏi tôi một vấn đề sắp tới tôi có những cách nhìn thế nào tôi chỉ là khuyến khích hết thảy truyền giáo sư của tôn giáo chúng ta người lãnh đạo trong tôn giáo mọi người nhất định phải đoàn kết hợp tác chăm chỉ đi giáo hóa chúng sanh hiện tại cái xã hội này mọi người thông thường kém khuyết lòng yêu thương kém khuyết tín nhiệm giữa đôi bên hoài nghi kỳ thị lẫn nhau cống cao ngã mạng cuồng vọng tự đại loại hiện tượng tâm lý này sẽ mang đến xã hội bất an thế giới không còn hòa bình chúng ta còn phải những ngày tháng khổ nạn đây là tôi nói với ông ấy ông ấy nói với tôi còn đơn giản hơn càng tường tận ông nói kinh tế trên thế giới này hiện tại đã có dấu vết suy thoái rất rõ ràng có thể năm tới sẽ không còn được ngày tháng tốt như năm nay đây là ông ấy nói với tôi lời của ông nói tôi đồng ý do đó chúng ta càng phải chăm chỉ nỗ lực thực tiễn giáo huấn của phật đà ở trên kinh cố gắng ghi nhớ học phi nhân sư hành vi thế phạm xả bỏ thân mạng của chính mình cũng không hề tiếc chúng ta vì để độ chính mình vì để giúp chúng sanh người học phật không sợ chết Người học Phật biết Không có sanh tử Tử vong là một việc như thế nào? Xả bỏ cái thân thể này Lại đổi lấy một cái thân thể khác mà thôi Chân thật khế nhập cảnh giới Cách nhìn đối với sanh tử Cũng giống chúng ta thay đổi y phục vậy Y phục này mặc cũ rồi Cởi bỏ Đổi lấy một bộ mới đây là chân tướng sự thật cái cảnh giới này tuyệt nhiên không rất cao do đó người thông minh nhất định phải vì đời sau mà lo nghĩ hy vọng đời sau so với đời này chúng ta được tốt hơn càng thù thắng hơn vì thì có ý nghĩa liền có giá trị Nếu như đời sau Không được như đời này Vì thì, thì đời này của chúng ta Sai rồi Ngay đời này đã luống qua Làm thế nào đem cảnh giới Chính mình hướng lên trên cao Cơ duyên ngày nay của chúng ta Có thể nói là Ngàn năm khó gặp lời nói này là thật không phải là giả trong kệ khai kinh đã nói trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp cư sĩ bằng tế thanh trước nhà thanh đã nói vô lượng kiếp đến nay hy hữu khó gặp ngày nay chúng ta gặp được kinh điển này là đệ nhất kinh của phật giáo thù thắng không gì bằng kinh tuy không dài lời ngắn ý gọn quan trọng nhất trước tiên phải thông đạt nghĩa kinh đọc mỗi câu mỗi chữ ý nghĩa chúng ta rõ ràng tường tận đây là trọng yếu đệ nhất sau khi tường tận nhất định phải thực tiễn phật dạy cho chúng ta bố thí chúng ta thực sự làm tận năng lực của chính chúng ta sự việc này không nên miễn cưỡng miễn cưỡng thì sai người học phật tâm địa nhất định là chân thành thanh tịnh trong tâm chắc chắn không có ô nhiễm thân thể tinh thần nhất định là buông lỏng không có chút nào khẩn trương đời sống này thì rất tự tại nhà phật thường nói được đại tự tại được đại tự tại ở người thế gian nói đây là đạo dưỡng sinh thượng thừa nhất hay nói cách khác chúng ta liền ít bệnh ít não nhà phật thường hay chúc phúc người ít bệnh ít não ít bệnh ít não là từ đây mà ra y giáo phụng hành chúng ta có thể đạt đến hạnh phúc chân thật mỹ mãn chân thật khi chúng sanh có cần đến thì chúng ta phải toàn tâm toàn lực hiệp trợ chúng ta hướng nhìn ra thế giới nhìn xem cái địa cầu này hiện tại chúng ta chúng sanh trên địa cầu này cần yếu nhất là cái gì là giáo dục của phật giáo Không có gì quan trọng hơn đây Tuy nhiên Có một số khu vực Khốn có Bần khổ Họ Thiếu kém lương thực Thiếu kém y vật Chúng ta tặng một ít lương thực cho họ Tặng một ít quần áo cho họ cứu cấp nhất thời Người xưa Chúng ta từng nói Cấp nạn thì có thể cứu Thế nhưng bần cùng thì làm như thế nào? Nếu như làm cho những người này như một đời Thậm chí đến thế hệ sau của họ đều phải nhờ vào cứu tế để trải qua ngày tháng vì thì cách làm của chúng ta sai rồi từ bi của bạn là giả không phải là thật từ bi chân thật phải giúp cho họ khai trí huệ phải truyền cho họ kỹ thuật năng lực để họ chính mình có thể tự mưu sinh đây gọi là chân thật từ bi Phật từ bi đến tột đỉnh Đối với chúng sanh mười pháp giới Phật dạy chúng ta Tiêu trừ nghiệp chướng Cái này thật từ bi Dùng phương pháp gì để tiêu trừ Đoạn ác tu thiện Phật dạy chúng ta khai trí huệ Vì chúng ta hồi phục dạng đức, dạng năng Của tự tánh chính mình Dùng phương pháp gì vậy? Phá mê khai ngộ Đều ở trong bố thí Cho nên trong bố thí Bao gồm có tại bố thí, pháp bố thí, vô ý bố thí Lần này tôi đến Cổ Tấn Tham gia Phật Thất bên đó Phật Thất lần này Tương đối Thù Thắng Có sắp gần Một trăm người tham gia Cảm ứng Cũng không thể nghĩ bàn Sau khi Pháp hội kết thúc Cùng nói chuyện với các đồng tu Giải đáp vấn đề Nghi nan của họ Trong đó Có một vị đồng tu Ông là người quản lý sân Bóng rổ Để nói với tôi sân bóng có rất nhiều trùng nhỏ dung đất họ bị bức có lúc không thể công sát sanh người chủ của sân bóng là cư sĩ đang tư lý lý kim hữu một mực dặn bảo không nên dùng nông dược Không được sát sanh Ông ấy vô cùng khó được Ông nói tôi luôn là tận sức mà làm Thế nhưng có lúc bất đắc dĩ Không dám nói với ông ấy Vẫn là phải sát sanh Hỏi tôi phải làm sao tôi dạy ông ấy anh phải tăng cường câu thông với những trùng đất bị hại đó cái núi đó lớn đến như vậy bên cạnh sân bóng cây cối hoa cỏ rất nhiều anh phải dạy cho những trùng đó dọn nhà đi qua bên kia không nên đi vào sân bóng có thể làm được hay không có thể làm không được là tâm chân thành của bạn chưa đủ các vị phải nên biết những động vật nhỏ này đều thông tình người bạn yêu thương chúng chúng yêu thương bạn bạn giúp đỡ chúng chúng cũng giúp đỡ bạn chúng ta phải bình đẳng đối xử hòa thuận cùng sống. Tại vì sao bạn không đuổi được những trùng nhỏ này? Vì thứ nhất bạn đối xử không bình đẳng với chúng. Ta là người chúng là trùng, vậy thì không được. Loại thái độ này chúng không thể tiếp nhận. Bạn phải xem chúng như bạn bè. Nếu xem chúng như là thân bằng quyến thuộc tâm chân thành yêu thương chúng chúng sẽ bị cảm động không chỉ là động vật có linh tánh cây cối hoa cỏ có linh tánh không chỉ cây cối hoa cỏ có linh tánh đá cuội ngói gạch cũng có linh tánh chúng ta rất rõ ràng rất tường tận tại vì sao chúng có linh tánh tình dữ vô tình đồng viên chủng trí trên kinh hoa nghiêm nói cái vô tình đó bao gồm thực vật khoáng vật đều bao gồm ở trong đó đều là một pháp tánh biến hiện ra làm sao không có linh tánh Chúng ta phải đem cái ý niệm sát sanh Trừ bỏ đi từ trong nội tâm Vậy mới được Mới có thể làm đến được Tự lợi lợi ta Phiền não bạc trừ từ căn bản Trí huệ chúng ta liền khai đối người đối việc đối vật phải nên dùng phương pháp gì phải nên dùng thái độ gì chính mình liền tường tận sau đó bằng mở quyển kinh ra liền có thể hiểu phật mỗi câu mỗi chữ đều hàm vô lượng nghĩa cho nên ngày nay chúng ta nói bố thí cái đầu tiên bố thí tâm chân thành bố thí tâm bình đẳng chúng ta tổng kết giáo huấn của phật chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi từ bi chính là tâm yêu thương vì đầu tiên chúng ta phải bố thí như vậy chúng ta dùng cái tâm này đối nhân sự thế tiếp vật chúng ta đối với phật cũng dùng cái tâm này chúng ta đối với mũi kiến cũng dùng cái tâm này chắc chắn không có hai tâm những động vật nhỏ này đều có phật tánh cây cối hoa cỏ đều có pháp tánh pháp tánh cùng phật tánh là một tánh làm thế nào đem tâm tánh của chính mình cùng tâm tánh của như lai hợp thành một sau đó đem thân của chính mình cùng tất cả chúng sanh dung hợp thành một thể bạn có thể vào được cảnh giới này chúc mừng bạn bạn đã chứng được pháp thân người chứng được pháp thân trong kinh đại thừa gọi người đó là pháp thân đại sĩ cho nên làm gì không thể nói được không thông chứ chúng ta thường nói giữa người với người phải tôn trọng lẫn nhau phải kính yêu lẫn nhau phải hợp tác lẫn nhau người với tất cả động vật người với tất cả thực vật khoáng vật đều phải tôn trọng ta tôn trọng chúng ta yêu thương chúng chúng cũng yêu thương ta ta giúp đỡ chúng chúng cũng giúp đỡ ta phải làm từ chính bản thân mình không nên yêu cầu người khác trước trước phải yêu cầu ta làm thế nào đối với người chư phật bồ tát cho nên từ phàm phu tu thành phật bồ tát không có gì khác chỉ là yêu cầu chính mình mà không yêu cầu người khác chúng ta yêu cầu chính mình tự nhiên liền đạt được hồi báo hồi báo chắc chắn không thể cầu tôi đối với anh tốt anh nhất định phải đối với tôi tốt không nên có cái tâm này tôi đối với anh tốt là việc nên làm cho dù anh đối với tôi như thế nào huyết không để ở trong tâm như vậy mới có thể thành tựu như vậy mới chân thật giống như đại sư huệ năng đã nói ở trong đàn kinh nếu là người chân chính tu hành thì không thể thấy lỗi thế gian đạo nghiệp của chúng ta mới có thể thêm lớn mỗi giờ mỗi phút phải vì chúng sanh làm ra tấm gương tốt làm tấm gương tốt chính là bố thí không thể nói họ đâu có làm việc tốt gì tại vì sao tôi phải làm vậy thì sai rồi những người đó họ đều bằng lòng vào địa ngục tại vì sao ta không đi chẳng phải là cái ý này hay sao chúng ta học phật phật là tấm gương của chúng ta phật là mô phạm của chúng ta Người khác có làm thế nào Hoàn toàn không liên quan gì với ta Cách làm của chính ta Nhất định phải đúng pháp Chúng ta có tài Dùng tài lực giúp đỡ người khác Có pháp Cần phải dùng pháp giúp đỡ người khác Bòn tài Trên Kinh Phật nói Bòn tài được quả báo bần cùng bòn pháp được quả báo ngu si cho nên không nên sợ tớ dùng tiền tài giúp người khác tương lai họ phát tài vượt hơn chúng ta rồi bạn giữ cái loại tâm này bạn đời sau sẽ bị quả báo bần cùng bạn dùng pháp về người khác sự người khác trí huệ đức tướng cao dược hơn ta đời sau bạn sẽ bị quả báo ngu si ở trên kinh phật nói với chúng ta ngay trong học trò của ngài là châu lợi bàn đại gia phật nói một đoạn câu chuyện của ông ấy ngay trong đời quá khứ ông ấy là tam tạng pháp sư ngay trong đời này tại vì sao mà biến thành ra ngu si đến như vậy chính là khi dạy người khác bọn pháp sự người khác siêu dược hơn mình luôn muốn giữ lại cái riêng không chịu hoàn toàn dạy cho người khác Nghe đề này bị quả báo ngu si phật dạy ông học một câu kệ đọc câu trên thì không nhớ được câu dưới dạy câu dưới thì lại quên mất câu trên ngu si đến như vậy phật biết được giúp đỡ ông vậy ông tu pháp môn sám hối sám trừ nghiệp chướng ông trí huệ hiện tiền phước đức cũng hiện tiền cho nên chúng ta chính mình trước tiên dạng nhất không nên chướng ngại chính mình nghiệp chướng không phải từ bên ngoài đến là do chính mình làm chính mình chướng ngại chính mình người khác không thể chướng ngại được tự làm tự chịu quyết công oán trời trách người vậy mới là người thông minh chân thật hiểu được rồi cho nên không thể không tu bố thí không tu bố thí chính mình đời đời kiếp kiếp phước huệ đều không có toàn tâm toàn lực mà làm làm không hề húy kỵ toàn bộ tài sản của chúng ta Ngày nay chỉ có một bát cơm Ta thấy người khác không có cơm ăn Ta còn chia một nửa ra cho họ Đây là bố thí ba la mật Sau khi phân cho họ ta không còn thì làm sao Không còn cũng không lo lắng Chắc chắn không hề lo lắng Ta ngày mai Năm tới thì phải làm sao tích lũy nhiều một chút Xem thấy người khác bên cạnh đói khổ Bạn cũng không đưa tay ra Vì thì bạn sai rồi Chúng ta mỗi niệm muốn cầu giảng sanh tịnh độ Mỗi niệm muốn thấy A-di-đà Phật Tâm như vậy thì làm sao có thể giảng sanh toàn bộ bố thí phụng hiến ngày mai không có gì ăn cố gắng niệm phật liền đi đến thế giới cực lạc đây là thật không hề giả tại vì sao vẫn cứ lưu luyến cái thế giới này không thể xả bỏ được Cho nên giúp đỡ chúng sanh khổ nạn chính mình không chút lo lắng phải xả được sạch sẽ trống không trong bố thí nói có ba loại bố thí tài bố thí pháp bố thí vô ý Chúng ta phải rất chăm chỉ nỗ lực mà học tập Đây gọi là hành Bồ Tát Đạo Trong đây điều tối quan trọng Giúp đỡ chúng sanh học Phật Giúp đỡ chúng sanh khai ngộ Công đức này lớn bậc nhất Nếu như chúng ta chính mình Có nghiệp chướng rất nặng không cách gì tiêu trừ được nghiệp chướng. Chỉ cần bạn chân thật chịu quay đầu. Quay đầu là chân sám hối. Ở trước mặt Phật Bồ Tát thần minh mong cầu. Đó là mê tín. Không thể tương ưng chân thật từ tập khí ác quay đầu lại chính mình thường hay phản tỉnh tập khí ác hành vi ác quay đầu lại đoạn ác tu thiện phật là như vậy dạy bảo chúng ta thánh nhân thế gian cũng là dạy chúng ta như vậy lại xem qua trong kinh điển của các tôn giáo khác Vẫn là dạy bảo chúng ta như vậy Vậy còn có thể sai sao? Nỗ lực mà tu thiện Đoạn tất cả ác Tu tất cả thiện cư sĩ lâm những công trình gần đây mọi người xem thấy rồi đây là hơn hai năm lâm trưởng cư sĩ lý mộc nguyên phát tâm muốn xây một thôn di đà giúp cho mọi người niệm phật thực tế mà nói bởi vì Singapore cái khu vực này đất đai rất khó mua được sau cùng bất đắc dĩ cư sĩ Lâm vẫn còn một miếng đất trống để miếng đất trống này xây dựng lên tôi nghe nói ông muốn xây tòa lầu 5 tầng chủ yếu là xây liêu phòng vì sao mọi người đến bên đây niệm phật có một hoàn cảnh cư ngụ tương đối thoải mái một chút cái công trình này đại khái phải một năm rưỡi chị xem là rất nhanh rồi đây là bố thí ba loại bố thí đều nằm ở trong đó chúng ta ở các khu vực khác có đồng tu chí đồng đạo hợp chúng ta cũng giúp cho họ giống như vậy cổ tấn lần này phật thất ở trên núi đang tư lý lý kim hữu cư sĩ ngày sau cùng ông đến tham gia khi ông tham gia xem thấy rất là hoan hỷ Bởi vì Phật thất lần này Là cử hành trong Khu đất nơi chính ông ở Nhà của ông phòng khách thì rất lớn Lâm thời thì làm Phật đường Đem phòng khách làm Phật đường Hơn một trăm người ở nơi đó niệm Phật Ông chính mình cũng tham gia Sau đó đến nói với tôi Cần phải xây thêm một niệm Phật đường Tôi nói quá tốt Anh có thể phát tâm xây niệm Phật đường Đây là việc mà chúng tôi vô cùng hoan hỷ Chúng tôi cũng tán thán Chúng tôi cũng tùy hỷ Có niệm Phật đường Đương nhiên còn phải có liêu phòng Người ta đến niệm Phật nơi chúng anh Thì phải tiếp đãi Tiếp đã lần này là khách sạn của anh Dùng khách sạn của ông ấy để tiếp đãi Ở hơn một tuần nơi khách sạn Đại khái hơn 10 ngày Không kinh doanh Không nhận khách ngoài Để cho những đồng tu niệm Phật này ở Những đồng tu niệm Phật Đến nơi đây ở Vừa thấy vừa nhìn cái giá biểu ở nơi đó Trên núi của họ mỗi một ngày Ở một ngày tốn phí là 300 đô la Cho nên nghĩ tưởng gì thì làm sao Vì sao nếu đến nơi đây ở niệm Phật Không có tiền Thì không thể được Cho nên chúng ta liền nghĩ đến Chúng ta đặc biệt xây một nơi tiếp đãi Nơi tiếp đãi này Hiện tại dự định là 100 người 50 phòng Một phòng ở hai người Hai chiếc giường Một trăm người ở Tương lai chỗ tiếp đại này miễn phí Lên trên núi Ăn uống Phí dùng phục vụ Vậy thì rất ít Đây là phải chính mình gánh giác Trên núi hoàn toàn ăn chay Ăn chay chính mình trồng cho nên tôi ở trên núi ba bữa mỗi bữa một mâm to rau xanh tôi không ăn thứ khác ăn rau xanh rất tốt ngọt trên núi chắc chắn không có nông dược cho nên trùng nhỏ có linh tánh cái núi này ông đã khai phá sáu năm rồi ông nói với tôi năm đầu tiên trồng rau sắp gần 90% phần trăm bị trùng sâu ăn hết ăn hết thì làm sao quan hỷ người chúng ta muốn ăn trùng sâu cũng muốn ăn không thể không cho nó ăn quyết định không sát hại cũng không đuổi chúng đi tùy theo chúng đến năm thứ hai trùng sâu rất khách sáo lưu lại một nửa cho ông Một người một nửa Hiện tại đến năm thứ sáu Trùng sâu liền đặc biệt khai ân Đại khái Trùng sâu chỉ ăn một hai phần trăm 95% trở lên Thì bạn đều có thể thu hoạch Làm sao mà chúng không có linh tánh được chứ Hơn nữa trong vườn rau Ngày trước là mở âm nhạc Sau ăn rau còn mở âm nhạc cúng dường chúng Sau khi tôi xem xong Tôi kiến nghị với ông ấy nên mở Phật hiệu Cho nên hiện tại vườn rau, vườn hoa đều mở Phật hiệu Đều quy y tam bảo cho những trùng nhỏ này Cho nên mỗi mỗi đều biến thành hộ pháp trùng sâu của vườn rau có thể làm hộ pháp, trùng của sân bóng bàn đương nhiên cũng có thể làm hộ pháp, đạo lý giống như vậy. Chân thành từ bi, chúng ta bố thí tâm yêu thương. Bình đẳng yêu thương tất cả chúng sanh. Đây là nói đến cái điều bố thí này ích làm cụ thể chúng ta trong lúc giảng giải nói được rất nhiều hoàn cảnh trên núi của ông rất tốt chân thật đến rồi đều không muốn xuống núi trên núi xây nơi tiếp khách đây là tòa thứ nhất xem là tôi phát khởi 50 gian phòng. Chúng ta dùng mỹ kim để tính. Đây cái là 130 dạng. 100 người 50 gian phòng, các vị nghĩ xem một người là tốn bao nhiêu? 13.000. Hai người một phòng một gian phòng là 26 ngàn phí dụng xây dựng không cao đây là kiến trúc bốn tầng trên đỉnh là niệm phật đường niệm phật đường cùng giảng đường chung với nhau hai lầu ba lầu vừa rồi mới nói năm mươi gian phòng liêu phòng dưới lầu là nhà ăn phòng làm việc của họ trung tâm hoạt động xây dựng bốn tầng lầu cái kiến trúc này sau khi xây xong quan nên lên trên núi niệm phật quan nên nhất định thường hay phải có hai vị pháp sư thường trụ ở trên núi để dẫn dắt đại chúng. Pháp sư đến nơi đâu để tìm, tôi liền nói với ông, chúng tôi đến phục vụ. Các đồng tu chúng ta luôn phiên đi. Một người lên trên núi ở nửa tháng, một tháng, mọi người luôn phiên đi. Phải dẫn dắt nó. Chân thật niệm Phật. Cũng là 24 giờ đồng hồ không gián đoạn niệm phật nghe kinh đều không gián đoạn ở nơi đó của ông ấy là khách sạn trong khách sạn nếu làm loại sự nghiệp này hy vọng tương lai khách sạn trên toàn thế giới đều có nơi để tiếp đãi đều có niệm phật đường đây không phải là việc tốt hay sao chúng ta đem nó xem thành trọng điểm bố thí nó có thể ảnh hưởng rất nhiều khách sạn. Những nơi này người đi chơi, người đi nghỉ có thể cả đời đều không có cơ hội tiếp xúc Phật pháp, đến ở nơi đó họ có thể tiếp xúc Phật pháp, họ có thể nghe kinh, họ cũng có thể đến niệm Phật đường để tham quan, đến tùy hỷ niệm Phật. Cho nên ba loại bố thí đều viên mãn. điều thứ hai của lục độ trì giới nói đến trì giới chính là thủ pháp trong thủ pháp quan trọng nhất lục hòa kính đây là thế tôn vì các đệ tử chế định đời sống đoàn thể Nhất định phải tuân thủ sáu điều này Trong sáu điều này chỉ có một điều là bị phá rồi Năm điều khác thấy đều bị phá hết Cho nên nó không giống như năm giới Năm giới có thể từng điều từng điều thọ Thọ một điều liền được một điều Thọ hai điều liền được hai điều lục hòa kính thì không phải vậy lục hòa kính là phải thấy đều thọ một điều bị phá rồi các điều khác toàn bộ đều không có năm giới mười giới là chúng ta chính mình tu hành lục hòa kính là chúng ta cùng đại chúng cùng ở chung với nhau cho nên ý nghĩa của nó không như nhau cùng ở chung với đại chúng điều thứ nhất phải xây dựng cùng hiểu người hiện tại gọi là xây dựng cùng hiểu trong luật hòa kính gọi là kiến hòa đồng giải cái ý nghĩa này chính là xây dựng cùng hiểu Trong câu này ý nghĩa rất sâu, rất rộng. Pháp thân Bồ Tát Giống như Hoa Nghiêm nói Sơ trụ trở lên Cùng hiểu của họ là Pháp tánh Như trong thiền tông nói Minh tâm kiến tánh vì đương nhiên không có vấn đề gì Đây là cao nhất Chúng ta ngày nay chưa chứng được pháp thân Chúng ta là phạm phu Cùng hiểu của phạm phu Từ đâu mà xây dựng Ngày nay chúng ta tu là pháp môn tịnh độ Chúng ta nương theo là Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Chúng ta liền tường tận Chúng ta kiến hòa đồng giải, nhất định phải căn cứ vào Đại thừa vô lượng thọ kinh. Trên kinh về chúng ta làm, chúng ta phải chăm chỉ nỗ lực mà làm được. Trên kinh về chúng ta không được làm, chúng ta quyết định tuân thủ, quyết định không tái phạm. Bộ kinh này là cùng hiểu của chúng ta. Bạn tu học một pháp môn nào thì bộ kinh điển đó chính là cùng hiểu của bạn. Như vậy thì không sai Cho nên chúng ta mỗi ngày Thời khóa sớm tối Cùng nhau đọc tụng Mỗi ngày cùng nhau học tập Cùng nhau thảo luận Nội dung của thảo luận là gì? Cái thứ nhất là Nghĩa Kinh Cái thứ hai là thảo luận làm thế nào để thực tiễn chúng ta học rồi mới hữu dụng nếu như ý nghĩa không rõ ràng không tường tận không cách gì làm được vậy thì chúng ta sai rồi tu học của chúng ta liền uổng phí rồi